xô xát ở trại tị nạn Qalandia, tên từ Qalandia. Thanh niên Palestine đã ném đá và vật nhọn vào những chiếc xe của quân đội Do Thái trong thời gian bố ráp tại trại tị nạn Qalandia. Các nguồn tin y tế cho biết, 3 người Palestine bị chết và nhiều người bị thương khi quân đội Do Thái tiến vô trại. Nhân chứng cho biết, xe jeep bọc sắt Do Thái đã vào trại tị nạn Qalandia vào lúc 3 giờ sáng địa phương và bị người trong trại ném đá phản đối. Lực lượng an ninh Do Thái đã nổ súng và rời trại trước khi trời sáng. Video thu hình lúc 6 giờ sáng đưa lên Internet cho thấy, thanh niên đứng trên nóc nhà ném đá vào hai chiếc xe quân sự Do Thái. Trong khúc video nghe được tiếng súng nổ. Qua hình ảnh, chiếc xe thứ nhì đã tông vào phía sau chiếc xe thứ nhất. Cả hai chiếc xe đều bị ném đá. Phát ngôn viên Mickey Rosenfeld của cảnh sát Do Thái nói rằng, cảnh sát vào trại để tìm bắt một người tình nghi, bị người Palestine ném bom xăng và đá. Nội vụ còn đang điều tra. Tình trạng vẫn còn căng thẳng. Một nhóm thanh niên đang tập trung gần trạm kiểm soát Do Thái ở Qalandia, nằm trên con đường giữa Jerusalem và Ramallah. Các thùng rác bị thanh niên đốt, bốc khói đen lên trên khu vực.